7, giọng nữa, 8, đó, làm gì mà đi, rồi, làm gì, cái này kêu đáp anh, mà bà đi đâu vậy? Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ có một cái trò chơi rất là mới trong sân banh ngày hôm nay nha. Thì bên trên tay mình đó là có hai trái banh, thì mỗi người á là có hai lượt đá. Nó mình đá xây qua một quận rồi, cái mình xây lại mình đá thêm một quận nữa. À, đây bây giờ mình sẽ vẽ cái mức ra nha. Đây hình tròn. Thì cái trò chơi ngày hôm nay rất là đơn giản. Mình sẽ vịn hai tay, mình nhìn trái banh nha, vịn hai tay nhìn trái banh, xây như nào. 5 vòng, đứng lên đá trái banh vô luôn đó đó. Đây cái gôn mình rất là bự nha. Người ta cái đánh banh mà kêu ta đá banh. Đây, bằng một sải tay cả khoảng 1.5 thước á. Đó, thì mỗi người mà ai đá vô một trái banh á sẽ được thưởng một chai nước. Đây, em cầm chai nước, trái chai nước á. Rồi bây giờ ai là người đầu tiên ăn đi. Rồi, ok. Rồi. 5 vòng nha. 2 3 3 4 4 5 5 rồi, đá. Giỏi trời. Thấy luôn nè. Giỡn muốn chết. Ba ơi, Phạm đi. Xoay nhanh nha, Phạm thời gian nè. 1 quay tới đây nè, 1 1 rồi đó. 2 1 3 ăn gian. 4 bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. 5 rồi, đó. Thí nè, quay thí. Đúng rồi, 1 nè. 1 cho thí bà thôi. 2 3, được rồi. Xoay móng gà luôn. 4 chết rồi trời. 5 rồi, đứng đáy cho bà. Rồi, đứa 2 nữa. Chết rồi trời. Lên đâu chị ơi. Đau bụng. Rồi, lên nè. 1 2 3 3 vòng là 3 rồi đó. 4 sao nó quay dữ ta chứ gì nó quay vậy. 4 5 chứ gì nó quay dữ vậy. 5 rồi đó. Chết rồi chết rồi 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 ok vậy. Chết rồi, đau bụng quá, đau bụng quá, ngu quá. Mình đánh cái thử cả. 1 vô nè. 1 rồi đó. 2 2 cố lên Nhật. 3 3 rưỡi. 4 5 đó, cố lên. Trời trời. Có ai có ai nữa? Cười đâu. Liên Ngô nè, Liên Ngô nè. Thôi. Liên Ngô. Dễ không hả? Rồi em phát qua đây luôn đi, em phát qua đây luôn. Đây cái quân bên mông vậy mà. Trời dễ chết. Rồi, xây. Ba quận thôi nha. Không, 5 quận. 5. Đây 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 đây. Đây để người lỗ này nè. Rồi ok, muốn để đâu cũng được cho nó. Rồi nè. Rồi, ok chưa? Ừ. 1. 1. 2. 2. 3 3 Ôi sao vòng vòng vậy? Thấp chưa? 4 Cái gì vậy? 5 5 Đá Đá Trời ơi. Trời ơi. Người ta ai ta nói vậy? Ờ ta em phát nè. Chỗ nào cũng đây đâu. Rồi. Cái đường đâu. Chốt mặt quá à. 1 2 Chết rồi trời. Chết chú quá. Ủa em tưởng đâu vậy? 3 Chốt mặt quá à. 4 Trời trời. 5 Ôi trời. Làm gì em hết. Nói gì vậy? Ôi. Bây giờ như nè. Bây giờ á là quận thứ 2. Quận thứ 2 á thay đổi lượt chơi. Bây giờ xây 6 vòng yêu cầu chạy tới đây mà đá trúng cho bành cái là vô được rồi. Ừ. Xây yêu cầu mà ủa. Chạy lên ai không? Một trái banh đặt đây, một trái banh đặt. Đúng rồi, một trái banh đặt đó. Đặt đây, xây 8 vòng. Mấy? 8 vòng. 8 vòng hả? 8 vòng mà nếu mà lại 8 vòng nhưng mà lại đây đá trúng trái banh. Khởi thần vô luôn. Rồi. Ok, ai là người đầu tiên nè, An nè. Phát nè. Xây đúng 8 vòng nha. 8 vòng nha cưng. 8 vòng nếu mà chạy ra đi mà đá trúng trái banh thôi. Được quyền xúc vô mặt ông em không? Rồi. Trúng trái bóng được quyền. Bây giờ quay mặt qua đây nè, quay mặt qua đây đi rồi điểm nè. Ừ rồi đó, xây nè, xây nhanh lên. 1 Phải xây lẹ mới được, nhìn như lẹ như tao đấy nữa. 2 3 5 4 5 5
Có loạn tiền định chơi. 6 7 8 8 Rồi 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 rồi. Rồi. Được rồi. Được rồi. Chết rồi, chết rồi. Thôi. Rồi Phạm, đưa trái lại tới Phạm. Tám, sẽ đúng 8 vòng nha, sẽ nhanh nha. Nhìn hai tay. Ừ. Rồi 1 2 3. Ông đừng có tưởng tượng ông quay ông nhìn vô với anh đó đó. Không được à. Nhắm mắt được không? Nhắm mắt lại nó càng chóng mặt hơn. 4. Mới có phần nữa anh chàng. Lâu quá vậy. 5. Sao rồi Phạm? Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. 6 7 Sao vậy, sao rồi? 8 nè. Anh Duyên ơi. Anh Duyên. Anh Duyên. Mới 7 vòng à, không chi. Mới 7 vòng à. Anh Duyên. Anh Duyên. Chết rồi, trời đâu. Rồi, ai? Anh Duyên không tính. À, ai bước ai vô. Rồi, mày hả Nhật? Rồi, sẽ nhanh nha. Rồi, 1. Ông sao vậy, nó búng cá vậy? 2 Đây. Ba ơi. Ba. Ba đó. Bốn à. Bốn. Năm. Mày ăn gian á. Rồi đó, năm luôn á. Sáu. Quay đầu qua đây đối tên. Bảy. Bảy. Rồi, dòng nữa. Ừ. Rồi, thầy. Chạy đây. Trời ơi. Nó được chạy. Anh đi. Thử cho được chưa. Ừ. Ai nữa? Ông Lan hả? Nó cào quá. Ừ. Ừ. Rồi. 1. Hai. Đá banh thì được mà nó không được. 4. 5. Sáu. Quay vậy? Nhanh lên, nhanh lên. 7. Vòng nữa. 8. Rồi, chạy đá banh. Rồi, chúng kìa mẹ rồi. Chúng kìa mẹ rồi. Rồi, đây chai nước rồi. Rồi, bây giờ tới à. Tới ai? Tới thấy kìa đấy. Con nhà. Ôi, rồi làm gì nằm mấy cháu mày. Anh Phát kìa, anh Phát kìa. Tới con nhà, anh Phát. Em sẽ bỏ dép ra. Ừ. Đúng rồi, thấy nè. 5 vòng, 8 vòng, chỉ bài lường luôn. 1. 5 được rồi. 2. Anh Phong. 3. Vô. Chết rồi trời. 4. Chú mặt chết đi nhỏ rồi. 6 nữa. 7 rồi nữa. Rồi đứng ra đó cho bà anh, đứng ra anh kìa. Chơi mà chơi nằm nghỉ đi trời. Rồi anh Phát ơi, tới anh Phát ơi. Chết rồi, tôi đau bụng quá. Thử đi. Ai cũng được chơi trái cho anh á. Tới anh Phát nè. Để 5 vòng đi, đá hổng trúng đi. Thôi. 1. Hai. Chúng mình lắm luôn á chị. 3. Quay vậy đó. 4. Chết rồi. 5. 6. Đau bụng quá hả? 7. Liên không? Tới liên không? Vô. 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 Ừ. Rồi. Rồi nè. 1. Lại em thứ 6 không lại. Đếm rồi. Không thấy đường. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dòng nữa. 8. Đó. Làm gì mà đi. Rồi. Làm gì. Cái này kêu đá banh. Mà bà đi đâu vậy? Đứng lên. Đó, đứng lên. Ừ. Thằng An hả, mày 10 vòng hả, bước vô. Không, bây giờ chơi, cậu đưa tay xuống dưới đàng An 10 vòng. Một trái 100 ngàn. Rồi, rồi, ok nha. Đây nè, bây giờ đứng ra đàng hoàng nha, một trái 100 ngàn. 100 ngàn chơi nữa đó. Chơi 10 vòng không?
Rồi thằng An, nè, xé nhanh nha, đúng 10 vòng nha. Rồi. Là đưa cái tay xuống vậy nè. Nha. Đưa tay xuống là nắm tay lại, nắm tay. À, rồi đưa đụng đất thôi. Đá là đếm trong vòng 1 2 3 chạy đá luôn nha. Rồi. Rồi 1 2 3 nè, 1 2 3. 1. 2. Thẳng giò lên. 3. Thẳng giò. 4. 5. 6. Nhanh lên, bảy, chậm lâu mới được, tám, rồi chậm gì, nhanh lên, chín, rồi nhanh lên, mười, cái nữa, không ra đó, chém chéo, hả, chém chéo, thôi mày lớn quá. Rồi. Thằng An là được 100 ngàn. Rồi, té chạy đầu gối rồi. Rồi sao ai mỗi người chai nước hết chưa? Đủ hết chưa? Rồi anh phát sao? Nói cho ba là mình phải trả quyền đá banh lại cho khán giả bên mình. Thấy trò chơi sao? Ủa, thế với ly sao lăn không vậy? Anh phát nãy cho bóng bên này rồi anh phát xong rồi đi đâu nhờ anh qua nhà kia vậy? Bạn bên đó là đi gào gào kiếm thằng gào không vậy? Rồi chia ai được thưởng kìa? Ai được thưởng chia kìa? Ai đã trúng lấy thưởng kìa? Em cũng trúng rồi trời. Như nãy mình trúng. Lấy đi. Mày có trúng không? Mới 7 vòng à. Mới 7 vòng à. Ừ. Đúng rồi đó. Bây giờ cho lượt cuối là 10 vòng nè, cầm tay xuống đã. Cái chai nước. Rồi luôn. À, cho lại luôn. Nè. Rồi đưa tay xuống nè, đưa tay xuống đất nha. Rồi ok. Nói gì nói chưa đưa 100 ngàn nữa bộ. Chút xíu đưa rồi. Nè ông Phạm là lượt cuối cùng rồi mình ngưng luôn nha. Rồi đếm nè. Không An Giang nha. Rồi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nè. 9. Rồi là 10. 10. Ôi, đây là cái gì hay quá. Ủa, rồi làm gì làm đâu mày. Rồi bây giờ đưa Phạm chai nước nữa. Rồi bye bye cả nhà nha. Mà mốt mình có cái trò gì mới hay hơn đó thì sẽ quay cho cả nhà mình xem. Bữa nay chơi một chút xíu trò chơi trong sân banh cho mấy anh em chơi cho vui.